Hãy chú ý, chú ý. Ngay sau đây là một tin mới. Hãng phim Gen 4 xin được phép trình chiếu. Lời 6. Một lời kết nối mọi người trên khắp thế giới. Trên đường tiến về ca phát na các môn đệ bàn tán với nhau và không nhận ra Chúa Giêsu đang cùng đi với họ. Khi đến nơi, Chúa Giêsu hỏi họ: trên đường đi các bạn đã bàn tán gì với nhau vậy? Các môn đệ thinh lặng vì hổ thẹn, vì trên suốt đoạn đường dài họ đã bàn tán với nhau xem ai sẽ là người lớn nhất trong họ. Chúa Giêsu ngồi xuống giữa họ và nói: ai muốn làm người lớn nhất thì phải là người phục vụ tất cả mọi người. Trong tin mừng Thánh Marco đoạn 9 câu 35, Chúa Giêsu nói: ai muốn là người đứng đầu thì phải là người rốt hết và làm người phục vụ mọi người. Bạn Phaolô người nào uy kể, trong lớp Roberto thường bị các bạn chế nhạo vì nói và phát âm ngôn ngữ không được tốt. Một hôm bạn ấy đã khóc. Paolo muốn làm bạn với Roberto nên hỏi lý do tại sao bạn khóc, và Roberto trả lời là vì bạn ấy đã quên command theo khăn tắm để dùng sau giờ thể dục. Paolo đã giải thích cho cô giáo thay cho bạn, và cô giáo đã mang đến cho Roberto một chiếc khăn tắm. Hãy phục vụ mọi người, giống như Chúa Giêsu đã làm nhiều phép lạ để yêu mến và cứu chữa tất cả, nhưng Ngài luôn khiêm tốn đặt mình ở vị trí sau cùng. Hãy làm cho chúng ta một món quà lớn, đó là trở nên những người bạn của Chúa Giêsu.